Trời ơi, để Mẫn bắt hết luôn nha. Bây giờ Mẫn đi mò cá, cả nhà đi mò cá cùng Mẫn nha. Để Mẫn bắt hết thử đi. Cùng cái gì bắt chúng thế đó. Đồng. Ui trời, hết hồn. Còn ốc mà chui vô hang không ạ? À? Nguyên cái hang đây luôn nè. Wow. Sâu dữ luôn nha. Ôi trời ơi. Cái này Ủa? Nổ hả? Thọt cho rồi phải không ta? Ừ đúng. Đi không đi? Đi xuống không đi? Dạ. Rồi. Sâu hút luôn. Ôi, chuột có tha ốc á. Nha. Chuột có tha. Đi qua bên đó thử.
Đi hang nè, quá chừng bọt luôn. Đây, đi xuống bắt chuột đi lên, đi lên, đi lên. Không biết chui chẳng mận gì luôn. Ốc bu vàng, cái vàng cho vịt ăn dừa. Nãy giờ mận bắt toàn ốc không à, chưa có gớ được con cá nào hết á. Trời ơi. Trời ơi, xíu nữa à bị kẹp rồi. Trứng ốc có sao không? À, mẹ ơi, cái hang gì này đào hư hết. Đây con nha, con ấy nè, đây ngồi đã không? Nước mau vô được. Trời ơi, quá đã luôn. Vậy mà không có hang trời. Ôi trời ơi. Gì vậy? Bắt cá. Xuống bắt cá nè. Lên. Con cá đầu tiên. Quá đã. Uống đu luôn. Hết sạch. Tình công.
này bự quá. Quá trời hang này, bên đây quá hang này nè. Gì đen? Chứ đi ruộng mà, áo kia đi bắt cá mà. Ủa, sâu dữ gì vậy? Quá sâu luôn á. Ủa bên này, tới hai hang luôn. Quá dữ. Hang gì mà ớn lạnh luôn. Ủa nãy giờ mẫn bắt toàn ốc không luôn này. Quá trời ốc rồi. Ủa đây hai ba hang luôn. Ôi trời ơi, con cá nó đi, nó chạy ra nè trời. Nè. Ở nhà nghe tiếng không? Đó, nó sâu. Sâu lắm luôn. Cái này phải có cha đào mới được. Cái vậy? Cái hang bự lắm. Đó, vô đó, đó nó làm ổ, 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 ổ. Không có được. Sâu lắm, phải có cha mới đào được. Nói vậy thôi chứ cha cũng không đào đâu. Toàn là hang sâu không mà nội ơi. Nè cái này có cua nữa nè, cái này là giống vào cua nè. Nãy giờ coi bắt dính cua với ốc không à. Ô mẹ ơi. Không mẹ ơi, có con bự con nhỏ. Đi ra ngoài kìa hả? Ô đây luôn. Trời ơi, lỗ nó thông với nhau. Phía này, chỗ này cũng có. Bên đây hả? Ừ, cá cũng vậy, nổi chân nó dưới vậy nè. Trời coi nè, tuốt ở dưới đít bà hang. Không lẽ là hang cá lâu chiến sao trời? Chắc vậy nha. À thầy làm hang ở dưới đất không mà. Ồ, cá lâu chiến là hang sâu lắm. Chắc con nào nét bằng củ giò á. Cá lâu chiến. Ồ, 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 nè dưới đất không luôn. Có chú tám mẹ nhà bắt cho người ta nó cây đồ móc của nó dài đó dài như chị. Đúng rồi, cái này nghe móc mới được. Ủa trời ơi, nội quá trời hang rồi. Ôi nè. Lòng kiếm thanh á. À.
Mày hay quá, giờ này mày lại phải lại. Ủa, vậy mà chạy mất tiêu trời. Mày rút ra là mày chạy vậy. Thôi nhanh dữ vậy. Còn sao không? Sao, sao lắm. Hết chui rồi. Hết chui rồi. Vừa là vừa gặp mày chết luôn, mày đừng có sợ kẹp. Ô ô, khúc này hang dữ đi. Ô trời ơi, lỗ nào lỗ nấy. Là bá không? Cái chai đó không có làm ổ hết. À cũng có mà. Cái chai nó làm ổ đâu có làm sao. Cái này là thật ta đi. Tao mở ngoài tinh ngoài là tao bắt cái chai. Mở mở hả? Ừ. Ngoài già cũng tao đi mở. Trời trời. Nó hãy hả? Đen. Trái dừa thôi. Trời ơi là trời. Khúc này không đến ngay này. Đi lại đồ đẳng đây. Trời ơi nội ơi. Ở dưới giò. Đạp luôn. Mất tiêu luôn mày. Ồ chú Tám á. Ồ cá bự lắm trời, đạp chúng luôn. Chồng Thúy hả? À, chồng chị Hà. Ăn gốc dừa dữ quá. Mồi được có hai cái sạc rồi mà xảy hết con này. Mồi dính gốc không? Bu vàng không? Bu vàng nè, nói chưa? Ừ. Đập cho con ấy ăn, cho con ếch ăn ếch vòng nhiều hơn. Không. Có cái hàng như đó đó. Hàng này là dính cái kia mấy con rồi đó. Đập tao quá. Ừ. Ờ ba con có cái hang lõm 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 nè. Mày quậy vậy mà có mùi chừng cái mai cái cắm miếng cho chê mày coi. Nó ra hả? Ờ nó ra với cái quậy vậy nè. Mà cái chê nó ra. Ồ bên đây có ổ cá sặc nè. Ờ cái miếng đẹp. Có cá sặc hay là hang cua? Con cá sặc bị mình bị tổ mà nó tổ ra nó tay vậy. Dữ hả? Ừ, nó vô trong
rồi. Người ta bắt một đống cá, mình bắt một đống ốc luôn. Ôi trời ơi, thấy cái hang mới tinh tôm luôn, nhưng mà nó đi ra ngoài mất tiêu. Mấy cái hang này thấy có chai cho đào rồi. Ủa nhái con hả? Tôi toàn là nhái con không vậy? Wow, cái hang này không có này cả nhà ơi, hang này không có cá này. Nói chung á, bữa nay mọi người mò cá mà vẫn mò toàn dưới nóc không mà. Giờ thầy được 2 con cá sặc, nhưng mà sảy hết 1 con rồi, còn có 1 con.
Ồ, rồi dính cua không luôn. Có còn lá sặc à. Ốc. Ốc bu rồi, ốc bu vàng nữa. Gân đen nó ngồi nó chờ luôn. Mẫn xin kết thúc video tại đây. Quý cô chú anh chị cả nhà mình yêu thích video của Mẫn á, cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo hộ em Mẫn luôn nha. Hẹn quý cô chú anh chị cả nhà mình ở video sau nè.